cuối tháng 10 năm 2023, mưa lũ đã khiến đập tắc ở thôn 9, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị vỡ, đến nay vẫn chưa được khắc phục. Có mặt ghi nhận thực tế tại đây, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng thấy nhiều đất sản xuất nông nghiệp bị bùn đất và đá sỏi từ sau sự cố vỡ đập tắc tràn xuống, vùi lấp dày đặc từ 1 mét đến hơn 2 mét. Nhiều vị trí ta luy đường giao thông, công trình cống thoát nước ở gần đó cũng bị sói lở, hư hỏng. Còn về đập tắc, một phần thân đập bị vỡ dài 15 mét, rộng 7 mét, sâu 5 mét. Xung quanh đập tiếp tục bị khoét hàm ếch và nhiều vệt sụt lún. Bên trong hồ chứa, nước đục ngầu, mực nước xuống thấp, không còn khả năng tích trữ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân. Do là một trận mưa lớn, cho nên nó gọi là nước và thường nguồn về to, cho nên cũng có từ 12 giờ ngày 30 giờ bị vỡ. Cho nên đập này lỡ là nổ gió và dân, tức là bây giờ vui đập là hàng chục hecta đất sản xuất của dân ạ, rồi thì là sẽ làm hư hỏng hết đường giao thông, thì rồi là không có nước phục vụ cho nhân dân là hàng ngày, thứ hơn là không có nước phục vụ sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hải, Nguyễn Đăng Phú cho biết, có khoảng 90% người dân nơi đây làm nông nghiệp nên phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước đập tắc. Sau khi đập vỡ, nước dự trữ trong hồ không còn, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu nước phục vụ sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt. Mỗi khi mùa mưa lũ đến, đập không còn khả năng cắt lũ nên có thể sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các sở ngành quan tâm, hỗ trợ để huyện triển khai thực hiện khắc phục khẩn cấp công trình đập tắc nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, đồng thời đảm bảo nguồn nước sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Tổng mức đầu tư dự kiến là 12,7 tỷ đồng. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở và các cơ quan liên quan soát xét, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý,